Mẹo để giúp cho mẹ sinh thường vượt cạn một cách nhanh chóng và thành công. Sinh thường được khuyến khích hơn là sinh mổ vì người mẹ có thể hồi phục nhanh và hạn chế cái việc dùng các loại thuốc có ảnh hưởng đến sữa của mẹ và bé. Tuy nhiên thì nói đến đẻ thường thì cái điều mà khiến nhiều bà bầu ám ảnh nhất đó chính là những cái cơn đau kéo dài. Theo kinh nghiệm, đẻ thường được nhiều người chia sẻ thì có những cách sinh thường dễ dàng và không đau mà ít người biết đến. Ví dụ như là có rất là nhiều chị em thì mất hàng giờ hoặc là có thể là đau mất một ngày, một đêm mới có thể sinh được em bé ra. Còn có những mẹ thì đã đau lắm rồi và đến nỗi là không còn sức và bắt buộc phải sinh mổ bởi vì người mẹ đã kiệt sức. Vì vậy nên là khi mà mình trong cái quá trình chuyển dạ có những cái mẹo làm sao để có thể giúp cho mình chuyển dạ nhanh chóng hơn cũng như là giúp cho người mẹ có sức khỏe tốt để mình chuyển dạ thành công và sinh con dễ dàng hơn. Thì cái điều đầu tiên ấy thì mình bà bầu ấy tất nhiên là mình nên chịu khó vận động một chút, biết rằng là cái cơ thể nặng nhọc này, kiệt sức, đau người khắp nơi là những cái điều mà khiến cho tất cả các mẹ bầu đều chỉ muốn nằm nghỉ ngơi ở trên giường. Tuy nhiên thì một trong những cái mẹo dân gian để giúp cho chuyển dạ nhanh là bà bầu cần phải chịu khó vận động. Như bản thân mình thì khi mà mình bắt đầu có cái cơn co của mình nó diễn ra ví dụ như là 10 cho đến 15 phút một cơn hoặc là 10 phút đau hai cơn. Lúc đó thì cũng cổ tử cung của mình cũng chỉ mở tầm 2 đến 3 phân thôi và chưa có thể vào phòng sinh được. Thì khi đó mình đã đi bộ, mình chịu khó đi bộ mặc dù biết lúc đó rất là đau nhưng mà mình chịu khó đi bộ, đi chậm và nhẹ nhàng. Nên là mình đi khoảng tầm là 15-20 phút thì cái việc mở của mình nó đã lên đến là gần 5 phân rồi. Khi đó bác sĩ đã đưa mình vào phòng sinh để chuẩn bị cho quá trình sinh nở. Đấy là cái kinh nghiệm của mình trước tiên. Và khi mà mình đi bộ như thế với cả là khi mà mình gặp cơn đau ấy thì mình vẫn cứ phải là thoải mái, thư giãn tinh thần lên và mình không nên nghĩ quá nhiều đến cái việc là nó đau quá hay thế này kia, và nghĩ là sau khi sinh con thì mình sẽ có một em bé để bế bồng, một con mình sẽ có con yêu, thì khi đó mình sẽ có động lực mạnh mẽ hơn để mà mình có thể chiến đấu với những cái cơn đau đó. Và một số cái động tác mà để giúp cho người mẹ có cái cơ săn chắc hơn, ví dụ như mình có thể tập yoga này, bơi lội này, đấy là cái quá trình mà chuẩn bị trước khi mà mình đến những ngày dự sinh. Tức nghĩa là những tháng cuối thì mình có thể tập những cái đó và đi bộ chậm, nhẹ nhàng. Nhưng mà khi mà vào phòng sinh rồi, tức nghĩa là mình đã bắt đầu có những cái cơn đau rồi thì mình cũng nên đi bộ nhẹ nhàng để có thể giúp cho quá trình chuyển dạ của mình nó nhanh hơn và thuận lợi hơn. Cái điều thứ hai thì cũng như mình nói rồi, mình hạn chế căng thẳng để có thể dễ đẻ hơn. Thì trong thai kỳ thì mình nên là cố gắng giữ bình tĩnh này, kiểm soát cái tâm trạng và tránh cái tình trạng là căng thẳng, bởi vì căng thẳng có thể khiến cho cái việc mình vượt cạn trở nên khó khăn hơn. Vì thế nên là mình có thể thư giãn bằng nhiều cách, ví dụ như là đọc sách này, nghe nhạc này, ngồi thiền này, hoặc là tập yoga này, hoặc là xem những cái hình ảnh liên quan đến có những em bé đáng yêu này, thì mình tưởng tượng đến con yêu sau này của mình cũng như vậy thì cũng khiến cho cái tâm trạng của mình tốt hơn. Và điều thứ ba là điều rất quan trọng, mình thấy cái điều này cực kỳ quan trọng luôn, bởi vì là như mình á, khi mà mình sinh lần thứ hai, chính xác là lần thứ hai sinh bạn lớn nhà mình hiện tại 3 tuổi, thì lần đó mình chưa có kinh nghiệm gì về hít thở hay gì cả, thì mình cứ chỉ dặn thôi, bác sĩ bảo dặn đi để cho em bé nhanh ra. Nhưng mình không biết dặn nên là quá trình tuy rằng là cũng không phải gọi là lâu lắm, cũng mất khoảng tầm 30 phút cho đến 40 phút thì em bé mới ra. Nhưng mà khi đó mình đã không biết dặn như thế nào. Bác sĩ cũng chỉ bảo là dặn đi và mình không có biết cách, có bác sĩ còn phải đè lên bụng của mình để cho em bé nhanh ra, bởi vì khi đó là đầu em bé đã chui ra rồi nhưng mà phần vai vẫn chưa ra được. Bác sĩ phải đè lên bụng của mình để cho em bé ra được. Thì sau khi đó thì đến cái lần thứ ba mà mình sinh thì có một cái chị điều dưỡng hay là chị y tá, chị đấy à, chị hộ sinh, chị đấy hướng dẫn mình là em hít thở thật sâu vào, em dặn
co cong người lại xong rồi ôm chân lên để dặn. Đó, khi mà chị ấy hướng dẫn như thế thì đúng thật là mình đã biết cách và mình hít thở này, và mình biết cái tư thế để mình dặn nó dễ dàng hơn, là mình cảm giác là mình sinh, quá trình sinh nở của mình nó diễn ra được nhanh hơn và thuận lợi hơn. Em bé của mình cũng không phải là nhỏ để mà gọi là dễ, và mình cái cơ địa của mình cũng là cổ tử cung ngắn nữa, cho nên là cũng khá dễ dàng hơn so với người khác. Còn mình sinh 2 lần thì là em bé bạn đầu nhà mình là 3 cân 3, bạn thứ ba là 3 cân, cũng là vừa để có thể cho mình sinh thường. Và ngoài ra thì mình còn cái điều gì nữa? Mình cần cái chế độ ăn khoa học. Đó chính là cái việc mà mình ăn đủ dinh dưỡng này, gồm trái cây, rau, thịt, nạc này, đậu và sữa này, ăn nhiều rau màu xanh đậm, vì những loại rau này thì chứa rất nhiều protein tốt cho cái cơ thể này. Sắt là một chất mà không thể thiếu trong cái quá trình mang thai rồi. Và mình ăn hải sản với số lượng vừa phải. Đồng thời là mình đừng ăn quá nhiều đường, các thực phẩm ngọt làm từ bánh kẹo, nước ngọt. Hạn chế những món ăn đường phố vì chúng thường chứa rất là nhiều vi khuẩn gây hại cho sức khỏe. Và cái điều thứ năm đó chính là mình đừng để cho cái cân nặng của mình tăng quá nhiều nếu như mà mình muốn sinh thường dễ dàng. Bởi vì là khi mà mình tăng quá nhiều ấy thì nó sẽ làm cho mình gặp những cái biến chứng trong cái quá trình sinh con. Ví dụ như là béo phì mà khiến cho việc quan sát thai nhi nó trở nên khó khăn hơn này. Tăng cân nhanh khiến cho thai nhi quá to, và điều này sẽ khiến cho việc sinh con trở nên phức tạp hơn và thậm chí là khó sinh thường và cần phải sinh mổ. Và điều tiếp theo là mình cần phải tìm hiểu về cái quá trình vượt cạn nha. Mình phải tìm hiểu trước, tức là mình hỏi ý kiến bác sĩ nếu như bạn có bất cứ cái lo lắng gì về cái việc sinh con, về cái việc là mình tìm hiểu trên internet để biết thêm thông tin này, và lựa chọn những cái trang web uy tín này. Đồng thời ví dụ mình có thể mua sách về đọc về cái quá trình sinh con để tham khảo, hoặc là nói chuyện với những người đã có kinh nghiệm, ví dụ như là chị gái này hay là mẹ này, những người lớn tuổi trong gia đình để có thể biết thêm về cái kinh nghiệm của họ, và trò chuyện với những cái người phụ nữ mang thai khác để mình có thêm nhiều cái thông tin hơn trong cái quá trình chuyển dạ của mình, để mình có thêm những cái kinh nghiệm cũng như là giữ vững được cái tâm lý tốt trong cái quá trình sinh con. Đó. Và mẹ sinh em bé thì tất nhiên rồi, mình cần có sự hỗ trợ của chồng và người thân. Quá trình sinh con sẽ trở nên dễ dàng hơn nếu mà có sự hỗ trợ của chồng và người thân trong gia đình. Và mình nếu mà có điều kiện thì mình nên chọn những cái bác sĩ có kinh nghiệm. Như bản thân mình thì mình sẽ chọn bác sĩ mà mình theo từ khi mình mang thai cho đến bây giờ sắp sinh, thì mình sẽ chọn bác sĩ đấy để có thể đỡ đẻ cho mình tốt nhất, bởi vì bác sĩ hiểu được cái tình trạng sức khỏe của mình. Massage, mình có thể massage thường xuyên thì sẽ giúp cho là cơ thể mình sẵn sàng cho việc sinh con theo cái cách truyền thống, để có thể đẻ thường mà đỡ đau hơn. Và bạn có thể bắt đầu massage khi mà mình bước vào tháng thứ 7 của thai kỳ. Và còn một cái nữa, đó chính là mình uống nhiều nước, thì nước rất cần thiết cho cơ thể, đặc biệt là trong cái giai đoạn mang thai, thì bạn cũng có thể là dùng nước khoáng để cung cấp đủ nước cho cơ thể. Uống nhiều nước là một trong những cái kinh nghiệm để có thể chuyển dạ mà bạn không nên bỏ qua, để có thể sinh thường dễ dàng hơn. Và cái việc sinh ấy thì nó cũng mất rất là nhiều sức, cho nên nếu được thì mình hãy chuẩn bị cho mình một cái cơ thể khỏe mạnh, để mình nên tập thể dục nhưng mà với cái cường độ nhẹ nhàng. Đồng thời là khi mà mình sinh con, mình vẫn nên uống đủ lượng nước mỗi ngày để có thể có cái hành trình sinh con nó thuận lợi hơn. Và mình không nên đứng quá lâu nha. Khi mang thai, đặc biệt trong 3 tháng cuối thai kỳ, thì mình sẽ không nên đứng quá lâu. Tránh làm điều này, bởi vì đứng quá lâu sẽ khiến là em bé dễ di chuyển vào cái vị trí sinh trước khi mà cơ thể bạn đã sẵn sàng trong cuộc sinh, thì cũng sẽ ảnh hưởng vì là mình chưa chuẩn bị tâm lý sẵn sàng mà em bé đã muốn chào đời, thì khi đó mình sẽ bị giống như kiểu là bất ngờ ấy, thì mình sẽ càng luống cuống hơn, đúng không nào? Vì thế cho nên là mình cần giữ thật tốt, nghỉ ngơi tối đa để có thể có một cái hành trình chuyển dạ được suôn sẻ nhất và thành công nhất. Chúc các mâm có một thai kỳ hạnh phúc và khỏe mạnh.